Hello, chào mừng tất cả mọi người đến với video của Hùng. Trận chung kết đôi nam nữ nâng cao giải cầu lông học sinh sinh viên tranh cúp báo tuổi trẻ thủ đô giữa đơn vị Đại học Thể dục Thể thao, Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao và đơn vị Trường Thể dục Thể thao mùng 10 tháng 10. Cặp đôi áo trắng là cặp đôi đến từ Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao nha mọi người. Trong trận đấu này thì cặp đôi áo trắng được đánh giá cao hơn. Hùng xin phép mọi người sang sân bên kia để live stream trận đấu đôi nam nâng cao. Và trận đấu cũng sẽ được up lên kênh YouTube của câu lạc bộ Badminton gửi đến mọi người. Cảm ơn rất nhiều. Công nhận nó què đẹp phết. Đấy. Chẳng đi nhờ thì đất. Đấy đi tao lên. Tớt bắn lên trên. Vâng. Mặt này và cả đôi nam nâng cao mọi người, trận đấu được đón chờ nhất chúng ta xem cuối cùng chung kết đôi nam nâng cao.
Hello mọi người xem như này được chưa ạ? Sân có đủ sáng không ạ? Chất lượng video có ổn không ạ? Mời cho ông biết với nhà nhân tâm like. Nhìn cảm giác tối tối không biết là người nhìn có bị hơi tối không ạ? Ngoài sân nói rằng sao thắng rộng này đánh cũng rất hay, rất lên tay. Thắng cũng giành giải đấu ở giải đấu cho lứa tuổi sinh viên. Tốt. 86. Có bạn nào đang theo dõi live stream nhất bạn nữ có bên chỉ cho mình 10 tháng 10 bạn nữ áo vàng tên gì không ạ? Cho mình cho mình biết với nhỉ. Rất nhanh, quá nhanh. 97. Kia mình đọc nhầm rồi đấy, hãy vừa đọc nhầm sao? 17 cho số đoạn của Việt Nam. Chém cầu không qua lưới, 11-7. Thi đấu 3 set 21 mọi người. Hello anh, theo thêm đánh giá thì hai đứa này tí viên đôi áo trắng đến nhỉnh hơn anh ơi. Kết thúc trận đấu đôi nam nữ này sẽ đánh đôi nam mọi người. Xem đôi nam ok, đôi nam mình cao. Ok Trang Nhung, đầu tiên là Nhung, cảm ơn chị rất nhiều nha. Tô Hiếu đó rồi. Cảm ơn chị Hiếu Hảo rất nhiều. Và Nhung ở ngoài sân. Bây giờ 82 là cặp đôi Cao Thắng và Trang Nhung. Thầy nghe hay phết nào. Dương bóng tay cũng không tè nhưng em bị cuốn quá nhìn sắp được sinh người ta 12 cuốn thôi tất cả cảm giác đánh sợ Thank you.
giải của đội học sinh sinh viên tranh chức báo tuổi trẻ thủ đô chung kết đôi nam nữ nâng cao. Hay quá. Số là 23 mốt. 23 mốt. 23 mốt.
Xin mời vận động viên Đức lên trên khán đài. Hello anh Tuấn Đô, xin chào tất cả mọi người, chào nhau fan nhá. Mọi người chào mình, giờ mình chào fan. Số 21 do Việt Nam và Mai. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Sài Gòn và cố lên.
thắng, cố lên. Đâu thắng, cố lên. Thank you.